Đá phong thủy có tác dụng và ý nghĩa gì nhà nhà đều mua? Các loại đá quý được hình thành sau nhiều năm tích tụ dưới lòng đất, hấp thụ được các năng lượng tinh hoa. Chính vì vậy, đối với phong thủy, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy đá phong thủy có ý nghĩa, vai trò gì và cách mua đá phong thủy hợp mệnh như thế nào? Hãy cùng vật phẩm và phong thủy Sapphire tìm hiểu dưới đây. Định nghĩa đá phong thủy. Đá phong thủy tự nhiên là vật mà nhiều người muốn có bởi nó chứa đựng nhiều giá trị và sức mạnh tâm linh. Đá phong thủy là loại được hình thành trong lòng đất sau hàng nghìn năm biến chuyển của trời đất, hấp thụ năng lượng của đất trời. Chính vì vậy mà nó sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ tác động tới người sở hữu. Nhờ những đặc tính của đá như vậy mà nó thường được chọn như một thứ trang sức đeo trên người nhằm đem đến những lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu là đá phong thủy thì nó cần phải được khai thác tự nhiên, nguyên chất, không phải loại đá pha tạp. Hơn nữa, còn phải đủ năm tuổi thì mới có nguồn năng lượng tốt, mang lại sự hiệu quả tốt nhất. Đá phong thủy có tác dụng thật không? Nhờ những năng lượng được hấp thụ qua hàng ngàn năm mà nó sở hữu nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, tài lộc, công danh. Nói đến đá phong thủy, đầu tiên phải nhắc đến công dụng cho sức khỏe. Tác động của những loại đá này lên người đeo vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên, nhờ tác động của nguồn năng lượng dương lên hệ thống thần kinh mà nó sẽ xua tan đi được năng lượng xấu trong cơ thể, loại bỏ được căng thẳng, stress trong cuộc sống, công việc hay học tập. Những người thường bị bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau đầu, chóng mặt, khi đem theo đá phong thủy thì giúp giảm thiểu các chứng bệnh này. Ngoài ra, những người mất ngủ cũng nên sở hữu cho mình một viên đá phong thủy để giúp ngủ ngon và sâu hơn. Cách làm là hãy kê dưới gối hoặc để gần khu vực đầu giường. Những người kén ăn, không thèm ăn hoặc mắc các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, đầy hơi, khó tiêu thì đá phong thủy sẽ tác động năng lượng dương lên toàn bộ cơ thể, giúp cơ thể mạnh khỏe hơn. Bên cạnh đó, chức năng của hệ tim mạch cũng sẽ được cải thiện, nhờ đó mà giảm thiểu được nguy cơ của các chứng bệnh như đột quỵ, tai biến. Với người già và trẻ nhỏ thì đá phong thủy cũng giúp tăng cường sức khỏe hệ xương khớp. Bên cạnh đó, những người văn phòng làm việc trong môi trường máy tính hoặc trong môi trường độc hại có nhiều tia cực tím hoặc năng lượng hạt nhân, khi mang theo bên mình hoặc để ở trên bàn làm việc, đá phong thủy sẽ giúp giảm thiểu tác hại. Ý nghĩa của đá phong thủy. Đá phong thủy được nhắc tới như một yếu tố tâm linh, như nhờ năng lượng dương áp đảo nên loại đá quý này có thể chiêu nạp hay xua đuổi tà ma, những điều xấu tiêu cực để đem đến bình an cho chủ nhân. Đối với người làm ăn xa hoặc hay đi lên tàu thuyền ngoài khơi thì đá phong thủy như một loại bùa hộ thân, bảo vệ họ được an toàn. Đá phong thủy giúp tinh thần đi lên, tạo sự thoải mái, cởi mở, khiến chủ nhân trở nên hòa đồng hơn, nên dễ dàng nhận được sự yêu mến của người khác hơn. Cũng chính vì điều này mà đá phong thủy có thể đem đến sự hòa hợp, bền chặt cho các mối quan hệ về tình cảm nam nữ, bạn bè, các mối quan hệ đồng nghiệp, sếp với nhân viên, quan hệ gia đình. Đối với những người thuộc ngành nghệ thuật thì đá phong thủy giúp họ khai sáng và mở lối sáng tạo nhiều hơn. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, đá phong thủy cũng sẽ giúp gặp nhiều may mắn, tài lộc, buôn may, bạn đắc. Những người thường xuyên tập thiền, tập yoga có thể sử dụng đá phong thủy để nhanh chóng đạt được cảnh giới mong muốn. Top các loại đá phong thủy được ưa chuộng hiện nay: đá thạch anh. Đá thạch anh hay còn có tên gọi khác là quartz trong phong thủy là loại đứng đầu trong danh sách những loại đá được ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay. Loại đá phong thủy này được hình thành qua hàng tỷ năm dưới lòng đất. Nó thu nạp những tinh hoa tinh túy nhất của đất trời. Vì thế, nguồn năng lượng mà loại đá này chứa đựng cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ vậy, loại đá quý này luôn được các nhà phong thủy khoa học lựa chọn để phục vụ cho các mục đích khác nhau, mà đặc biệt là nó chuyên được dùng trong trang sức phong thủy. Đá thạch anh có rất nhiều màu sắc và chủng loại. Với đá thạch anh phong thủy, bạn có thể lựa chọn màu tím, xanh, đỏ, hồng, vàng, nâu, trắng.
Bên cạnh đó còn có loại đá thạch anh tóc như thạch anh tóc vàng, tóc đỏ, tóc nâu, tóc xanh, tóc trắng cực đẹp. Đá aquamarine. Đá aquamarine là viên ngọc của đại dương và người Hy Lạp cho rằng loại đá này như một viên đá dẫn đường đi an toàn cho các thủy thủ và những người đi trên biển. Bên cạnh đó, đá aquamarine cũng được tin là có thể giúp tránh được các bệnh tật, mang lại sự an toàn và bội thu khi ở trên biển. Đối với công dụng cho sức khỏe thì đá aquamarine có thể được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp, xoang, phổi. Ngoài ra còn giúp giảm bớt dị ứng, cảm lạnh, sốt và viêm phế quản. Đá ruby. Đá ruby hay còn có tên quen thuộc là đá ngọc đỏ hay đá hồng ngọc cũng thường được lựa chọn để trở thành vật phẩm phong thủy. Vì chỉ có màu đỏ nên người ta cho rằng loại đá phong thủy này đem lại may mắn tài lộc. Tuy nhiên thì vì có một màu nên loại này không phải ai cũng có thể sử dụng được. Đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch là một trong những loại đá phong thủy phổ biến và được sử dụng nhiều nhất từ xưa tới nay ở Trung Quốc và Việt Nam. Đá cẩm thạch là tên gọi chung của hai loại đá quý là ngọc jadeite và ngọc nephrite. Ngọc jadeite có đặc tính là cứng hơn ngọc nephrite và cũng có màu sắc đa dạng hơn. Ngọc nephrite chỉ có hai màu xanh và trắng. Trong khi đó, ngọc jadeite có rất nhiều màu sắc khác như màu đỏ, cam, nâu, dễ dàng lựa chọn hơn. Đá Moonstone. Đá Moonstone thuộc hàng đá bán quý, có rất nhiều trong tự nhiên, nhưng đa số không đạt tiêu chuẩn làm trang sức cao cấp. Những viên đạt đủ yêu cầu thường rất khó tìm. Đá mặt trăng có nhiều màu sắc như phổ biến hiện nay thường xuất hiện trên thị trường là màu trắng, có hiệu ứng quang học ánh trăng. Bên cạnh đó, còn có nhiều viên đá mặt trăng có màu vàng, nâu, hồng, xanh hay lục, nhưng cực kỳ hiếm. Đá Emerald. Loại đá Emerald hay còn gọi với tên mỹ miều là ngọc lục bảo, có màu xanh lục đặc trưng cũng cực kỳ phổ biến. Màu của đá Emerald tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển, nên nó được coi là biểu tượng của sự sống, của tình yêu hay sự tái sinh. Chính vì vậy mà người ta cũng thường coi nó như một vật may mắn cho sự trường tồn và vĩnh cửu. Bên cạnh đó, nhiều người chọn loại đá này vì nó mang tới vẻ đẹp sang trọng, thẩm mỹ và nhiều ý nghĩa tích cực. Đá Sapphire. Đá Sapphire nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, quyền quý, thường được những người có tiền lựa chọn do mức giá không hề rẻ, đắt hơn thạch anh. Loại đá quý này mang vẻ đẹp tinh tế, nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, nên mang lại cho người sử dụng nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống, thuận lợi trong công danh, sự nghiệp và tình cảm. Mẹo chọn mua đá phong thủy theo mệnh. Đá phong thủy theo mệnh kim. Tương sinh phù hợp với đá có màu trắng, màu vàng, màu nâu, tương khắc đỏ, hồng, tím. Một trong những loại đá quý hiếm hợp mệnh kim và mệnh thổ nhất đó là đá thạch anh tóc vàng, mang năng lượng tinh hoa của đất trời tích tụ hàng nghìn năm, mang đến cho chủ nhân năng lượng tích cực cũng như may mắn. Đặc biệt là những người mang mệnh kim càng phát huy công dụng tuyệt vời của chúng. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của đá thạch anh tóc vàng và ý nghĩa của chúng tại đây nhé. Đá phong thủy mệnh thổ, tương sinh màu vàng, màu nâu, đỏ, hồng, tím, tương khắc màu xanh lục. Đá phong thủy mệnh hỏa, tương sinh đỏ, hồng, tím, xanh lục, tương khắc màu đen, xanh nước biển thẫm. Đá phong thủy mệnh thủy, tương sinh màu đen, trắng, xanh nước biển thẫm, tương khắc màu vàng, nâu. Đá phong thủy mệnh mộc, tương sinh màu xanh lá cây, xanh lục, đen, xanh nước biển thẫm, tương khắc màu trắng. Top các vật phẩm phong thủy từ đá mang đến tài vận cho bạn, có thể tham khảo trang sức đá phong thủy, đá phong thủy đeo người như mặt đá trang sức phong thủy, nhẫn đá phong thủy, vòng tay đá phong thủy, hoặc lựa chọn đá phong thủy để ban làm việc cũng không tồi.
mua đá phong thủy ở đâu uy tín và chất lượng. Đá quý và vật phẩm phong thủy Sapphire là thương hiệu trang sức đá quý uy tín Việt Nam dựa trên nền tảng kiến thức phong thủy phương Đông. Lựa chọn mua trang sức phong thủy tại đá quý và vật phẩm phong thủy Sapphire là một lựa chọn hoàn toàn sáng suốt, vì chỉ cần đến đây bạn sẽ cảm nhận được năng lượng hội tụ trong các mẫu trang sức đá phong thủy. Đá quý và vật phẩm phong thủy Sapphire vừa chia sẻ cho bạn những kiến thức liên quan đến đá phong thủy. Lựa chọn đá phong thủy, bạn hãy nên suy nghĩ cẩn thận về cung mệnh, loại đá phù hợp. Nếu còn không rõ, hãy liên hệ với đá quý và vật phẩm phong thủy Sapphire.